Ở phía chính, ở Phục Đà Mạch Đa, thì trong cái đoạn sử của Ngài, chúng ta có mấy cái phần cần phải hiểu thêm cho thật rõ. Khi mà ở ra đời, Ngài không nói, Ngài không đi là tới 50 năm. Cho nên cha mẹ nghi là có bệnh gì đó. Và đến khi gặp tổ Phật Đà Nang Đề hỏi thì Ngài mới nói duyên cớ, nói rằng đứa bé này đời trước thông minh lắm, ở trong Phật Pháp do lòng đại bi muốn làm lợi ích lớn cho chúng sanh, cho nên thường nguyện nói nếu tôi sanh chỗ nào không bị tình phụ tử làm buộc thì duyên làm kia liền được giải thoát. Miệng nó không nói là tiêu biểu đạo không tịch, chân nó không đi là tiêu biểu pháp không đến đi. Đoạn này quý vị thấy nó có những cái ý nghĩa. Sau này cái ý nghĩa quan trọng là cái lời nguyện do cái lòng đại từ bi muốn làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên đời trước Ngài nguyện Ngài sanh ở đâu thì không bị tình phụ tử ràng buộc, rồi tùy duyên liền được tu giải thoát. Nguyện vậy, nguyện lành không nguyện dữ, rồi nguyện lành, cho nên khi ra đời Ngài được như nguyện. Như nguyện là không bị tình phụ tử ràng buộc và được gặp tổ độ tu để rồi giải thoát. Nhưng chỗ này tôi xin nhắc lại, hiện giờ có những người ngu si họ nguyện. Nguyện sao? Ví dụ họ tham quá, nguyện đời đời ra đời được giàu sang. Như vậy thì ra đời được giàu sang không? Nếu họ nguyện ra đời được giàu sang thì bây giờ phải tu hạnh bố thí, phải không? Họ không chịu bố thí mà nguyện được giàu sang thì có giàu nữa không? Nên đừng nghe nói tổ nguyện được cái mặt trước rồi mình nguyện mà mình không có làm, phải không? Đó là tôi muốn nói là những người ngu si nghe rồi bắt chước mà không có biết cái công hạnh đó. Đó là tôi nói cái nguyện nghĩa là tham, đó là tham tiền của mà nguyện vậy. Mà đã là tham tiền của thì làm gì không bố thí. Nên đời này không bố thí, muốn đời sau giàu thì cái dầu có nguyện mấy cũng không đến đâu. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, giả sử có ai đó thù quán người nào, nguyện tôi ra đời, sanh ra đời, đời đời gặp người đó để trả thù. Nhưng mà cái người mình thù đó, mình ghét đó, là họ có phước, còn mình đó là vô phước, thì gặp được không? Nghĩa là bây giờ tôi nói chỉ trong lần này thôi. Giả sử như mình thù ai đó, mình nói rằng thế nào đời này cũng trả thù, nhưng mà khổ nổi là mình lại vô phước, mình ở trong cảnh nghèo thiếu, học hành không ra gì, tài đức cũng là gì. Còn ta có ước, ta học hành giỏi, tài đức giỏi, ta làm quan lớn, thì mình trả thù được không? Thì như vậy cái nguyện đó nó đâu có kết quả gì, phải không? Chứ đừng tưởng nguyện cái gì được nấy, không phải. Nó còn theo cái phước và cái vô phước nữa. Đó. Thì giả sử còn người nào đó thương ai, là thấy người đó thương quá rồi nguyện đời đời để gặp người đó làm vợ chồng, được không? Dù có nguyện thì nguyện, chứ mà tại mình thương ta, ta không thương mình sao gặp được, phải không? Nghĩa là phải hai bên thương nhau thì mới gặp chứ. Bây giờ mình thương người ta mà ta không thương mình thì chẳng khác nào như cái người đi ngó lại đằng trước và người khác cũng ngó theo mà đi sau lưng. Thì đi sau lưng tuy ngó theo mà có gặp nhau đâu. Cho nên không thể nào gặp nhau được, dù có nguyện cũng là vô ích. Đó chỉ là cái si mê
nó không phải là cái chân thật. Chứ đừng có nghe tổ nguyện được cái rồi bắt chước nguyện lung tung. Nguyện khi nào được là mình có cái lòng đại từ bi, có trí tuệ thương chúng sinh thì nguyện mới được. Đó là do cái tâm cảm mà nó nên. Còn mình thiếu mấy cái đó là nguyện những cái tâm ác độc, những cái tâm tham ái, cái tâm tham tiền, tham của, mà nguyện có được không giờ? Tính nguyện được thì phải cần tu, phải cần làm phước, phải không? Đó, hiểu vậy để rồi nhiều người cứ giận ai thù ai cái nó nguyện đời đời sao phá họ, nhưng mình phá thì được, người ta có phước mình vô phước thì chỉ là khổ thôi, không phá được ai hết. Nhiều khi mình làm chết rồi mình lại lang thang trong đường địa ngục, nó quỷ chúng sanh, ta sanh lên khỏi trời, khỏi người, làm không gặp mình pháp, phải không? Đã hiểu vậy thì thấy cái ý nghĩa nguyện lành thì được, còn nguyện ác thì chưa chắc đã được. Cho nên rồi nhớ tới trong Nho có một câu gì đó: nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi, phải không? Thiện nguyện thì thiên mới tùng, chứ ác nguyện thiên đâu có tùng. Người có cái nguyện lành thì trời đất cũng theo đó, còn nguyện ác thì bao giờ ai mà theo. Hiểu như vậy thì để cho biết thực tử thấy tại sao mình ở trong đạo Phật hay Phật dạy mình phải phát tâm đại nguyện rồi đó. Tại vì cái nguyện đó là vì lòng từ bi, muốn độ thoát chúng sinh, cho nên mình phát nguyện đó. Thì một đời mình làm chưa đủ, mà mình muốn đời đời mình làm những công hạnh tốt á, nó được đầy đủ, thì cái nguyện đó nó mới được như nguyện. Còn những nguyện ác độc, những nguyện tham ái vân vân thì không bao giờ được. Cái đó chỉ là cái biên giải thôi. Đó. Tôi nói cho quý vị hiểu cái ý nghĩa về cái nguyện. Rồi tại sao ngài miệng không nói một tiếng thì ở đây tỏ giải miệng nó không nói là tiêu biểu đạo không tịch. Đạo không tịch, không tịch tức là rỗng lặng, mà đạo đây chỉ cho cái tâm thể chân thật rỗng lặng của mỗi người chúng ta. Cái tâm thể rỗng lặng đó vừa khởi niệm rồi mới phát ra ngôn ngữ, phải không? Mình nếu khởi niệm thì nó là sao? Mất đi rỗng lặng rồi. Còn mất rỗng lặng rồi thì phát ra ngôn ngữ là cái tướng sinh diệt nữa, thì làm sao mà nói hợp với đạo được? Cho nên ơi, không có nói. Rồi trên nó không đi là tiêu biểu pháp không đến đi, thì cái tâm thể chân thật đó nó là tâm pháp, cho nên nó là không tướng, nó là trùm khắp. Vì vậy mà nó không đến, không đi. Đã trùm khắp thì đi đâu? Mà nó không tướng là lấy gì nó đi, nó đến. Hiểu vậy thì mới thấy cái lời nói nó đơn giản của tổ, mà đã chỉ được cái ý nghĩa sâu kín của đạo. Rồi đến khi ngài cho con theo tổ đi tu xuất gia, thì sau khi cho đi xuất gia rồi, ngài dạy ngài năng sanh rằng: đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải gìn giữ truyền cao đừng cho đoạn dứt. Ngươi nhận lời ta dạy, hãy nghe kể đây. Thì ở đây có hai phần, một phần ở lời dạy cái chánh pháp nhãn tạng của Phật phải gìn giữ và phải truyền cao đừng cho đoạn dứt, và phần sau là nói kệ. Thì chỗ này quý Phật tử thường đọc sách nhà thiền thường hay dùng cái câu rất là chuyên môn, nói rằng truyền đăng tục diễn đó. Truyền đăng, đăng là đèn, truyền là truyền trao đó, là trao, trao đèn. Tục là nối, diễn là đuốc, là lửa đó. Trao đèn, nối đuốc. Tại sao nói sự thầy trò trao truyền tiếp nối gọi là truyền đăng tục diễn? Bởi vì đạo Phật lấy cái giác ngộ làm cái cổ khấu kính,
mà giác ngộ là trí tuệ sáng suốt, cái trí tuệ mà gọi là chân thật tuyệt đối thì gọi đó là cái chỗ giác ngộ. Và trí tuệ sáng suốt chân thật đó là để chỉ cho cái ánh sáng, cho nên thường mượn ngọn đèn, ngọn đuốc để mà tượng trưng, tượng trưng bằng đèn, bằng đuốc. Như vậy thì cái giáo lý của đạo Phật là cái giáo lý truyền cái trí tuệ giác ngộ cho mọi người, chứ không phải truyền cái lòng tin cho mọi người, phải không? Bởi trí tuệ cho nên mới nói là đèn, mới nói là đuốc đó, đuốc tuệ đó. Như vậy thì người học Phật như chúng tôi là xuất gia đó, thì có một cái trọng trách làm sao cho cái ngọn đuốc trí tuệ của Phật mà đã chỉ dạy chúng ta, người đi trước hiểu phải chỉ dạy cho người đi sau cùng hiểu, chứ không có quyền ngang mình rồi mình dừng. Nếu vậy là mình mắc cái tội làm cho Phật pháp bị dứt đoạn nữa. Do đó cho nên các tổ luôn luôn nhắc, khi mà truyền tâm ấn một bài kệ thì trước bảo phải ráng gìn giữ và phải truyền trao đình cho đoạn dứt. Nếu đoạn dứt là người đó không còn cái bổn phận, mình hiểu mà mình không nói cho người khác là không còn bổn phận của mình, đó là cái trọng tâm. Cũng như ở trong xóm mà nhà mình có đốt đèn dầu lửa, người ta không có đèn tối, hoặc là ta bị tắt đèn mà không có cách nào mà đốt được, thì cái ngọn đèn của mình nên làm gì? Nếu mình là có cái tâm từ bi thì ngọn đèn mình phải cho người ta ngồi, phải không? Cho người ta ngồi để cho người ta cùng sáng với mình, chứ không phải mình có đèn sáng trong nhà rồi rồi ai tối mặt ai. Mình không có công, không có quyền nghĩ như vậy. Mà nghĩ là mình có đèn sáng xung quanh người ta đang tối thì cần phải giúp cho người ta mồi được cái ngọn đèn cho họ cùng sáng với mình. Đó là cái trách nhiệm nhiệm của người trong đạo. Thì như vậy thì quý vị thấy đạo Phật nó có một cái hơi lạ, là trọng tâm là trao đèn nối đuốc. Ít tôi nói trọng tâm là mình phải làm những việc từ thiện này kia, thấy không? Cao đèn nối đuốc là cái trọng tâm Phật giáo. Còn những việc từ thiện là một cái phần phụ của lòng từ bi, thấy không? Như vậy thì mới biết rằng đạo Phật nhìn cái khổ đau của con người gốc từ cái mê nhiều hơn là cái thiếu thốn. Từ cái mê mà con người khổ đau nhiều hơn là cái thiếu thốn. Bởi vậy cho nên trao được cái ngọn đèn trí tuệ cho họ, họ sáng lên thì cái mê họ hết. Mà mê hết thì cái khổ đau từ đó nó hết. Đó là cứu độ chúng sinh. Hiểu vậy mới quý vị mới phải có cảm thấy sao mà nhà Phật dường như hơi ích kỷ. Quý vị tin lo tu là lo giảng nó xuông thôi mà, không có lo làm việc từ thiện xã hội thì nghĩ cho nó nhiều, có mà cứ ít thôi chứ không có làm nhiều, không có dốc toàn lực mà làm. Thì đó bởi vì đặt nặng cái trao đèn nấu đuốc, đó là cái tối thượng. Còn cái kia cũng cần làm nhưng mà nó phần nhỏ hơn đó. Hiểu cho hết vậy thì mình mới phải hiểu lầm về Phật pháp. Bây giờ tới bài kệ: chân lý bổn vô danh, nhân danh hiển chân lý, thọ đắc chân thật pháp, phi chân diệt phi ngụy. Chữ chân lý này thì có chỗ khác thì gọi là chân tâm hay là Phật tánh. Cái đó nó vốn là không có tên. Tại sao nó không có tên? Bởi vì cái tên là cái thiệt hay là cái không thiệt. Quý vị thấy hồi nhỏ tới giờ quý vị được mấy tên rồi? Một người có khi đôi ba bốn tên. Nhiều khi tôi ngồi tôi cho pháp danh là tôi thấy rõ ràng cái tên nó không có thiệt. Người đó đang cái gì nó lại xin đi vô đạo, cái mình cho cái pháp danh rồi cái từ đó kêu cái pháp danh nó thành cái tên. Mà tên đó thì mình mới tạm đặt thôi,
có thể tới đó, phải không? Tên là cái tạm đặt, thấy cái con cái dáng gì đó, rồi mình tự tưởng, rồi mình đặt ra. Thì như vậy cái tên thiệt hay không? Không thiệt thì cái chân lý, cái phật tánh đó, nó không có tên. Nó là cái thiệt thì nó không có tên, chỉ cái tên giả. Mà nó là cái thiệt thì nó không có tên. Nhưng bây giờ mình tưởng tượng mình đặt ra, rồi mình đặt ra đó là chân lý, là phật tánh, để mình tạm hiểu. Cho nên nó là nhân danh hiển chân lý. Mình đặt cái tên tạm vậy để cho mình hiểu. Thọ đắc trên thật pháp, khi mình nhận được cái pháp chân thật đó, tức là chân lý đó, thì cái đó nó phi chân diệt phi ngụy. Cái đó nó không phải là chân, nó cũng không phải là ngụy. Tại sao? Chân ngụy là cái đối đãi, mà đối đãi thì không thiệt. Cái gì đối đãi đều là cái không thiệt. Quý vị thấy ở trên thế gian này, ngoài cái đối đãi có cái nào thiệt không? Bây giờ mình nói gần nhất là giả sử như người nam người nữ, thì mình tưởng người nam thiệt thì nữ thiệt, sống cùng sống lên, phải không? Nhưng bây giờ người ta có đổi được không? Được chứ, phải không? Ở Tây Phương có nhiều người nam người ta làm người nữ đó. Thì như vậy thì có thiệt không? Có thiệt thì đổi không được. Mà đổi được là hết thiệt rồi. Tất cả cái khác cũng vậy. Cái gì nó thuộc về đối đãi thì đều không thiệt hết. Mà mình cứ tưởng đối đãi là thiệt. Cho nên nhiều khi chúng ta phiền não với nhau là đều do cái đối đãi, phải không? Quý vị thấy mọi cái phiền não có phải là từ đối đãi mà ra không? À, mình nói cái câu đó mình cho là đúng, mà người khác nó nói sai rồi, nó bậy, giận chưa? Mình cứ nghĩ con nói mình là đúng, mà người khác nói là nó bậy, cái là nổi tức lên thì hai người cự lộn. Nhưng mà mình chắc câu nói mình là chân lý chứ không là đúng. Thì câu của người kia họ nói nó bậy đó là họ cũng có cái lập trường, có cái chân lý của nữa. Thì hai chân lý khác nhau thì cãi lộn. Vì vậy mà cái đối đãi nó không có thiệt, không chấp đối đãi là thiệt, thì quý vị có giận có hờn ai không? Cho nên tôi thấm nhất cái câu mà Phật dạy: người tôn trọng chân lý. Khi nào nói một cái vấn đề gì thì cứ nói rằng điều đó là cái thấy, cái hiểu của tôi. Nghe ra đủ rồi. Đừng nói tôi nói đó là đúng, ai nghe cho tôi là phải, ai làm khác tôi là quấy. Nếu mà nói đúng rồi, thì đó là ta không tôn trọng chân lý. Tại sao? Vì mình thấy như vậy nhưng người khác có thể thấy khác. Như vậy quý vị thấy có nhiều, có khi một bài toán mà mình giảng cách này rồi tới đáp số cũng trúng, người kia làm cách kia mà đáp số cũng trúng, mà trúng là cái đáp số nó là trúng chính, nhưng mà cách phương tiện làm có nhiều cách. Rồi mình cứ nói tôi làm này đúng, người khác làm khác là thành bại, phải không? Được, nhiều khi ta bại mà rồi đáp số là đúng thì mình thì sao? Có nhiều khi ta đúng đoạn hơn mình chẳng hạn. Thì như vậy để thấy rằng cái chân lý nó không có thật trong cái niệm đối đãi của con người, mà mình cứ cho cái niệm của mình là thật, đó là đúng, thì đó là cái người không biết tôn trọng chân lý. Như vậy thì nếu mà ai cũng nói như vậy thấy có cãi lộn nhau không? Trời cười hoài. Mình nói như thế này, người kia nói thế khác, à đây là cái thấy của tôi, đó là cái thấy của anh, rồi về. Chứ còn tôi thấy đúng, anh nói như vậy cái là cái cãi lộn nhau không? Rồi lúc cuộc là đi tới đâu? Chân lý có hiện ra không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy kẻ mê, người ngộ nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên đến cái chỗ chân thật rồi, cái đối đãi nó không có thiệt. Vì vậy mà nó không phải chân, cũng không phải ngụy. Còn chân còn ngụy là chưa phải chân lý. Đó là cái điều mà con người kể nói rất là rõ. Hiểu như vậy rồi thì tất cả chúng ta sống ở trên quả đời này, chúng ta không có gì gọi là phiền hà khổ sở hết. Còn không hiểu thì chúng ta cứ bị phiền não bủa vây, rồi than thở rất là sao mà giải thoát.
giờ tiết chỉ kế tổ thứ 10 là tổ thiếp tôn giả. Ngài được cái tên cha mẹ đặt là Nan Sanh, tức là sanh rất khó. Tại sao sanh khó? Đó là mẹ mang thai ngài tới 60 năm mới sanh, chứ thành ra là 60 tuổi thành đã sanh ra đầu bạc. Vậy cho nên rồi người ta nói ngài là Nan Sanh. Bây giờ đây ngài khi mà gặp tổ Phục Đà Mật Đa đổi cho chức gia, từ đó ngài cần mẫn tu, quên ăn bỏ ngủ, ra đời đã 60 tuổi rồi. Mà bây giờ nếu mà chần chờ nữa thì còn đủ cái giờ tu không? Đó, nhờ vậy mà suốt ngày đêm chưa từng đặt lưng xuống chiếu, như thế mãi cả đời. Vì thế thời nhân gọi ngài là thiếp tôn giả không không dính chiếu, nghĩa là ngang khi ra đời, từ đó về sau gặp tổ dạy rồi cái sự tinh tấn tu không nằm, không bao giờ nằm. Thì ở đây nó có một cái gương tốt để cho chúng ta thấy, dù cho người trẻ đi tu hay là người già đi tu, nói đi tu đó là nói chung cả xuất gia và tại gia. Người biết tu không nói trẻ, không nói già. Tại sao? Nếu trẻ mà tu lơ lơ thì đi mau hay chậm, còn già mà người ta tu miệt mài như tổ thiếp tôn giả này, ngày đêm tu luôn không có nằm, thì một ngày bằng cái người trẻ bao nhiêu ngày. Thì như vậy thì tuy tuổi già mà hiểu đạo rồi, tinh tấn tu mãi không có lười biếng trễ nải một phút giây nào, thì già mà vẫn kết quả, phải không? Còn cứ nghĩ mình trẻ tu lơ lơ có chừng thôi, chừng nào già tu lúc, nhiều khi tu nửa chừng cái ngã là chết, cái chừng đó cũng chưa tới đâu hết. Cho nên cái trọng tâm của người tu á là cốt hiểu đạo rồi phải cố gắng thực hành, dù trẻ dù già nếu cố gắng đều có kết quả tốt hết. Cho nên đừng có mặc cảm tôi già rồi tôi tu cho có chừng, tôi mong đời sau có phước thôi, đừng nghĩ như vậy. Mà ai cũng có khả năng giải thoát sanh tử được nếu mình cố gắng. À, như vậy cho nên chư tổ ở trong nhà thiền có vị thì đi tu hồi mười mấy tuổi, có vị tu tới 60-70 tuổi, có vị thì thông minh, học nhiều học rộng, có người thì dốt nát chẳng hạn, mà ai biết tâm rồi cũng thành đạt kết quả hết. Đó là cái điều mà chúng ta thấy, chỉ sợ mình không biết tâm, chứ đừng có nghĩ già khi trẻ, phải không? Vậy thì mấy ông già được an ủi bọn, không thích nổi, không đánh mình vô phần. Cho nên khi mà ngài lãnh thọ pháp rồi, ngài đi đến cái đất Hoa Thị, ngài ở đây gặp chú đệ tử. Chú đệ tử này có cái đặc biệt, khi mới gặp thì ông đệ tử đó, tức là ngài đệ tử tên là Phú Na Dạ Xa, thì ngài hỏi ngươi từ đâu đến, thì chú này chú nói thanh niên tâm con chẳng phải đến, trả lời có lạc đề không. Hỏi ngươi từ đâu đến, thì nếu mình phàm tục nói con ở chỗ này chỗ kia gì đó, phải không, thành này xứ nọ gì đó đến, cái này nó tâm con không phải đến. Rồi ngài hỏi thêm câu nữa, ngươi dừng chỗ nào, nếu không đến thì dừng chỗ nào, tâm con chẳng phải dừng. Như vậy thì thấy không đến không dừng là không bắt kẹt hai bên. Thì ngài còn khẳng định một câu để thử coi là sao, ngươi chẳng định sao, nếu không đến không dừng thì tâm ngươi không có định chỗ nào hết. Thì ông nói chư Phật cũng thế. Bởi vì nếu định một chỗ thì cái đó là tâm có giới hạn,
là không đến, không dừng, tức là tâm nó thênh thang. Mà tâm con thênh thang vậy, chư Phật cũng tâm thênh thang vậy. Cái chỗ nào mà đến, chỗ nào đi. Rồi ngài đã là ngươi chẳng phải chư Phật, vì ngươi là phàm phu đó mà. Chư Phật cũng chẳng phải, nếu còn thấy Phật, thấy phàm đó, thì hai. Tính ra rồi, con không phải thì Phật cũng không phải luôn. Thấy cái đối đáp, mới nghe thì dường như nó lạc đề, nhưng mà sâu thấy. Nghe con người nói vậy là đã thấy đạo, nó không dính hai bên. Người không dính hai bên, tức là thấy tâm mình thênh thang là thấy đạo thì vẫn dính. Ngài nhân đó là nói kệ, tức là thấy được cái người đệ tử này, cho nên nói kệ, thử địa biến kim sắc, dự tri ư thánh chí, đương tọa bồ đề thọ, giác hoa nhi thành dĩ. Chúng tôi dịch, đất này quá thành vàng, biết có thánh nhân sai, ngồi dưới cây bồ đề, hoa giác nở hoàn toàn. Gần đến đã gặp cái người tuy là chưa có xuất gia mà đã là hoa giác đã nở rồi. Thì giống như Lục Tổ còn tóc mà vẫn được truyền y á. Thì khi mà ngài nói bài kệ đó thì cái ông đệ tử cũng liền nói kệ: sư tọa kim sắc địa, thường thuyết chân thật nghĩa, hồi quang nhi chiếu ngã, linh nhập tăng ma đề. Dịch: thầy ngồi đất sắc vàng, thường nói nghĩa chân thật, phai ánh sáng chiếu con, khiến vào nơi chánh định. Thì như vậy, nơi thầy và trò nó có được cái cảm thông, thầy đang trí tuệ mà xoay lại cho trò, trò lãnh hội được cái trí tuệ đó, thì gọi nó là truyền tâm ấn. Chứ không có cái ấn nào ở ngoài nữa hết. Thì ngài biết muốn na giả xa, lòng cậu đạo rất tha thiết, nên đội cho xuất gia và truyền giới phụ túc. Đến khi mà ngài sắp tịch, ngài mới bảo: đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay trao cho ngươi, phải kéo lưu truyền, chớ để dứt mất. Hãy nghe ta nói kệ, ông thầy nào truyền pháp cho trò cũng nhắc cái câu đó, nghĩa là ta trao cho ngươi, ngươi phải kéo lưu truyền, chớ có để dứt mất. Nghĩa là đạo pháp mình đã hiểu thì phải tiếp nối luôn, chỉ cho người sau, đừng có để ngang đó là dừng. Bây giờ bài kệ ngài dạy: chân thể tự nhiên chân, nhân chân thuyết hữu lý, lãnh đắc chân nhân chân chân pháp, vô hành diệt vô chỉ. Chúng tôi dịch: chân thể đã sẵn chân, bởi chân nói có lý, hội được pháp chân chân, không đi cũng không dừng. Thì như vậy, để nói lên cái pháp của Phật Tổ trao truyền là cái pháp chân thật, mà cái pháp chân thật sẵn có ở nơi mỗi người. Bởi cái pháp chân thật sẵn có đó, cho nên nói nó là chân lý. Như vậy thì mình khi mình ngộ được cái pháp chân đó, thì cái pháp đó nó không có đi, nó cũng không có dừng, tức nó không còn đối đãi, thì đó mới gọi là pháp chân thật. Cho nên tất cả cái người tu nếu đạt đạo rồi thì họ không còn dính mắc cái đối đãi, thì không còn dính mắc đối đãi thì nó có một là cuộc sống dứt phiền não, thì đâu còn có đối đãi mà tranh hơn thua, phải không? Hơn thua là đối đãi. Ở đây không còn đối đãi thì chuyện đời dứt phiền não. Hai là đã dứt đối đãi thì không còn có cái niệm thiện, niệm ác để tạo nghiệp luân hồi trong đường lành, đường dữ. Thì như vậy là giải thoát sanh tử. Thì như vậy quý vị thấy, nghĩa là đạt đạo rồi, ngay cái cuộc sống này mình đã an lành, tự tại, nhắm mắt là không còn phải dòng sanh tử lôi kéo, trở đi trở lại nữa. Đó là cái chỗ trước kính của người tu. Cho nên quý vị nhớ, ở trong cái đời này, dù người đó họ nói tu hay, tu cao gì,
mà chỉ trích người này phê bình người kia thì sao? Cái đó còn hai không? Mà còn hai thì tức là còn đối đãi, còn đối đãi là không thiệt, mà lấy cái không thiệt làm cái sở trường thì chưa có phải đạo đức chân thật, phải không? Do đó cho nên người đạt được đạo không có cố chấp. Vì tại sao không cố chấp? Vì đối đãi không thiệt. Không thiệt thì chấp cái gì? Mà không chấp thì còn gì hơn Chúa? Do đó là hiểu, nhìn, nghe, thấy cho rõ cái hành động, cái lời nói, và biết cái đạo đức cao hay thấp. Chứ đừng có tưởng tượng nghe đồn đại rồi nói người đó cao thấp không đúng, mà phải biết cho thật rõ như vậy. Đó là phần hai vị tổ tôi đã giảng xong. Tổ thứ 11 là tổ Phú Nga Giả Sa. Ngài ở thế kỷ thứ 5 sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước hết thì chúng ta nên thấy cái kỳ đặc của các tổ. Đầu tiên thì nói về cái bản chất con người của Ngài. Thì Ngài là con trai út của trong gia đình. Ngài lúc còn nhỏ, tâm tư của Ngài vẫn bình thản, không tịnh, cũng không loạn, tức là không phải yên mà cũng không phải động. Người Ngài thường nói với những người anh ở trong nhà, nếu gặp bậc đại sĩ ngồi trên đạo tràng thuyết pháp, em biết đến đó gần gũi tùy hỷ. Nếu mà gặp bậc đại sĩ, tức là hàng Bồ Tát, thuyết pháp ở đâu, thì Ngài sẽ đến đó gần gũi để phát tâm tùy hỷ. Thì khi Tổ Ca Diếp đến giáo hóa ở cái vùng này, thì biết Ngài có cái lối ứng đối mẫn tiệp, tức là đối đáp rất là lanh, rất là nhẹ, lẹ làng, phù hợp với chân lý. Cho nên rồi Tổ Ca Diếp, Tổ Hiếu Tôn Giả mới độ cho xuất gia. Thì như vậy, tức là chúng ta thấy được cái mũi ban đầu. Bây giờ sau khi xuất gia rồi, thì Ngài mới đi giáo hóa ở xứ Ba La Nại, tức là miền Trung Ấn. Thì ở xứ Ba La Nại đó, khi mà Ngài tới, thì trong hội của Ngài có một vị, vị này cũng là một con ông trưởng giả, mà lại được cái đối đáp rất là lanh lẹ, thông minh, nổi tiếng trong thời đó. Để khi vị này vào trong hội, thì Ngài liền biết, mà Ngài mới kêu đồ chúng bảo rằng, các ngươi có biết người mới vào đây chăng? Xưa Phật quyền ký rằng sau khi ta diệt độ gần 600 năm, sẽ có một vị thánh nhân ra đời hiệu Mã Minh, sanh trong nước Ba La Nại, nói pháp nơi thành Hoa Thị, vẽ dạp dẹp các đạo khác, độ người vô lượng. Thì đây là nhắc lại cái lời quyền ký khi thấy Ngài Mã Minh vào trong hội Ngài. Thì như vậy, Ngài Mã Minh ra đời sau Phật Niết Bàn gần 600 năm, tức là ở thế kỷ thứ 6 sau Phật Niết Bàn. Đó là những cái hình ảnh cụ thể. Nhưng mà đây tới cái sự đối đáp. Khi mà Ngài Mã Minh nghe cái quyền ký đó, thì Ngài ra đảnh lễ hỏi, tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật? Câu hỏi đó nghe dễ hay khó? Tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật? Ngài đáp, ông muốn biết Phật, chẳng biết ấy là Phật. Câu trả lời dễ hiểu không? Ông muốn biết Phật là chẳng biết đó là Phật. Tại sao? Nếu biết là không phải là Phật. Thì cái câu trả lời này quý vị nghe nó rất là lạ tai, nhưng mà sự thực
chữ biết ở đây có nghĩa là phân biệt, hiểu biết đó. Mà nếu còn khởi cái hiểu biết phân biệt đó, thì đó không bao giờ thấy Phật. Mà cái không khởi hiểu biết, tức là không khởi phân biệt, đó là Phật rồi. Cho nên lời nói nghe rất là khó hiểu, nhưng chúng ta chịu khó nhìn cho kỹ theo con mắt nhà thiền thì cũng không phải là khó lắm. Nhưng ngài Mã Minh Vẽ rất khéo, đã chẳng biết Phật thì đâu phải, đâu biết là phải. Ngài nói rằng chẳng biết ấy là phải, nó đã chẳng biết mình sao biết là phải. Biết phải biết đấy đó là biết, mình đã chẳng biết mà làm sao mà biết chẳng phải. Hay là biết phải thì ngài nói ông đã chẳng biết Phật, tại sao biết chẳng phải? Ông đã chẳng biết Phật mà tại sao nói biết cái đó không phải? Nếu biết phải không phải là biết rồi, phải không? Còn đã không biết mình ta nói vậy mình nói cái đó không phải, không phải như vậy thì ông biết chưa? Mà nếu chưa biết thì nói không phải thì cũng được, còn đã biết thì nói không phải được, còn chưa biết thì nói không phải không được. Ví dụ tôi nói có người nói ông A là cái người nổi tiếng, nhiều người biết tới, nhưng mà giờ hỏi ông biết ông A chưa? Mình chưa biết. Như vậy thì giả sử ông A có trước mặt mình hỏi người đó phải ông A không thì mình nói sao? Nói không phải. Nếu không phải thì nói ông không biết ông A, sao biết đó không phải ông A? Thế không? Cho nên khi nói không phải là người đó mình phải biết rồi mới so sánh biết đây là phải hay là không phải. Còn chưa biết thì không có nói phải không phải. Vậy cho nên ngài vẽ lại ông đã chẳng biết Phật, tại sao biết chẳng phải? Thì ngài Mã Minh kế bằng tên hay là nghĩa cưa. Nghĩa cưa nói cái gì nó chặt cho mày. Thì ngài nói đó là nghĩa cây. Ông nói nghĩa cưa là thế nào? Thì ngài đáp tôi cùng thầy thân ra bằng nhau. Còn nghĩa cây của thầy nói là sao? Thì ngài nói ngươi bị ta xẻ, tức là ngươi đã thua ta rồi. Như vậy thì thua chỗ nào? Sao mà nhìn mình hiểu trên ngôn từ á, thì ngài Mã Minh nói nghĩa chưa, mà ngài nói nghĩa cây thì ngài thua chứ, phải không? Thì cưa nó xẻ cây, chứ cây sao xẻ cưa được? Mà ngài nói ngài thắng là tại sao? Thực ra nói nghe thì quý vị thấy nó lạ lắm, nhưng mà sự thật là cái khéo của người xưa. Tại sao có cưa? Nhân cây mới có cưa, phải không? Nếu không cây đã sắp cưa làm gì? Thì như vậy từ cây là cái trước rồi mới có cái cưa sao? Làm cái cưa của ông là cái ở sau thôi mà, phải không? Thì vậy là thua rồi. Thì ngài nghe nói vậy khi ngài Mã Minh liền ngộ được thắng nghĩa, vui thích cầu xin xuất gia. Thì cái câu chuyện đối đáp của người xưa mình nghe nó khó lạ tai lắm, nhưng mà nó đều mang một cái tính chất chân thật ở trong đó mà đủ ý nghĩa thâm sâu. Bởi vì phàm cái gì có trước thì cái đó hơn, cái gì sau thì cái đó thua. Mà cây nhân có cây người ta mới sống cưa, thì như vậy cưa của ông là sao với cây, cây mới đẻ ra cưa. Ý nghĩa nó là vậy, cho nên ông thua. Rồi từ đó về sau ngài độ chúng đến 200 vị chính a la hán, ngoài ra còn vô số người pháp tâm quy y nhân dân. Đây tới đoạn sau ngài truyền pháp, thấy cơ duyên giáo hóa sắp viên mãn, ngài kêu Mã Minh lại dặn dò: ngươi nên chuyển bến xe pháp làm vị tổ thứ 12. Xưa đại pháp Nhãn Tạng của Như Lai trao cho tổ Ca Diếp lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải truyền tiếp. Nghe ta nói kệ,
mê ngộ như ẩn hiển, minh ám bất tương ly, kim phó ẩn hiển pháp, phi nhất diệt phi nhị. Cái tinh thần nhà thiền quý vị phải nắm cho thật vững, mê và ngộ hai cái như là ẩn với hiện. Ẩn là nút là kín, thấy không? Hiện là bài ra. À, như vậy ẩn như là tối mà hiện như là sáng. À, tối và sáng hai cái nó không có rời nhau. Mình nói tối khác, sáng khác, nhưng mà nếu tỏ thì nó tối và sáng không rời nhau. Tại sao vậy? Nên sau này luật tổ dùng 36 cái pháp đối đó, và trong đó ngài nói nếu người ta hỏi tối thế nào là tối, thế do không sáng gọi là tối, hay là lấy sáng để đáp tối. À, như vậy thì cái tối và cái sáng hai cái nó không có rời. Nếu rời ra, rời cái sáng thì không có cái tối. Ngược lại, rời cái tối thì không có cái sáng. Nếu mà chúng ta cứ có mặt trời suốt ngày suốt đêm thì còn nói tối hay sáng không? À, phải không? Nên cái sáng cái tối đâu có cố định. Nhưng có tối mới nói sáng, nhưng có sáng mới là tối. Như vậy thì hai cái nó không có rời nhau. Mà hiểu hai cái không rời nhau á, thì quý vị thấy có cái lợi gì? Ví dụ như mình hiện tại đây, chúng ta ai cũng thấy mình là kẻ phàm phu. Còn các bậc thánh như là các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, chư Phật là thánh, thì phàm khác với thánh, phải không? Nhưng mà giờ chúng ta nói phàm không rời thánh, hay là thánh không lìa phàm, được không? Có vị A-la-hán nào không phải từ phàm mà thành A-la-hán, phải không? Có vị Bồ-Tát nào không phải từ kẻ phàm thành Bồ-Tát? Như vậy thì từ phàm thành thánh thì thánh với phàm có rời nhau không? Đó. Như vậy thì hiểu được nghĩa đó, không có tách rời cái phàm mà có cái thánh, thì như vậy ở trong phàm nó có chứa thánh không? À, vậy mà có nhiều người thường hay nói cái này, nói những cái việc làm đó chỉ có bậc thánh làm được, chứ còn phàm như tôi làm đâu có được, phải không? Ví dụ người ta chửi mình, rồi có ai đó khuyên thôi người ta chửi mình nhịn đi, đừng có chửi lộn với họ chi được khổ. Nhưng mà người đó sẽ nói rằng tôi còn phàm lắm, phải không? Thì là tôi phải cự, nhưng mà tôi thánh tôi phải cự. Như vậy thì mình tin làm phàm hay là mình muốn làm thánh? À, như vậy thì chúng ta tự nhận chúng ta là phàm, sao chúng ta không thật làm thánh liền đi? Phải không? Khi tính là thánh thì không có cự, thì tôi mình làm thánh lúc đỡ không? Phải không? Thì mình có khả năng làm thánh mà. Nhưng mà thế gian cứ chịu làm phàm. Vậy bởi vậy nên quý vị cứ nhớ, cái chuyện thánh không phải rời phàm mà có, cũng như cái tối không phải rời sáng mà có, nghĩa là đường sáng và cái tắt đèn liền tối, phải không? Đường tối mở đèn nó liền sáng, nó đâu có rời nhau. Ngay nơi đó chỉ đổi một quan niệm, à, đổi một cái con cái hành động, cái nó đổi cả tối thành sáng, sáng thành tối. Thì như vậy chúng ta chỉ cần đổi cái tâm niệm xấu dở thành hay tốt, xấu dở thì phàm, hay tốt là thánh, thì ngay trong đời này mình là thánh mất rồi, phải không? Chứ đừng có đợi về kịch lạc mới làm thánh, xa lắm, lâu lắm. Mình làm thánh ngay bây giờ đi, cái gì mà lâu nay mình làm chưa được bây giờ mình làm được. Tức là hồi đó đến giờ
mình hay nóng giận, mình hay tham lam, mình có đủ tật xấu. Bây giờ mình biết cái đó là xấu bỏ liền. Thì nóng giận, tham lam, nhiều tật xấu thì đó là phàm. Bây giờ mình bỏ nóng giận, bỏ tham lam, mình bỏ những tật xấu thì lúc đó mình là gì? Là thánh mất rồi, thấy không? Cho nên không có cần thay đổi gì hết. Ngay trong đời này, con người phàm trở thành thánh, con người thánh nó sẵn ở trong con người phàm, chứ không có phải tìm kiếm đâu xa. Mà đa số chúng ta tu cứ đợi à, đợi tu rồi sau khi chết thì mới thành thánh, phải không? Chứ ngay đời này không chịu làm thánh. Thì quý vị thấy cái nghĩa của thiền xong là cái nghĩa không rời nhau, thánh không rời phàm, tối không rời sáng, nó ngay trong đó là có sẵn, chứ không tìm kiếm ở đâu. Và hiểu vậy thì chúng ta không có phải chờ đợi gì hết. Ví dụ có người dễ sanh phiền não, ai nói tức đậm tới cái nỗi tức la lối âm trầm, thì mỗi khi nỗi tức la lối âm trầm đó là phiền não. Nhưng bây giờ muốn hết phiền não sao? Ta nói trái ý bỏ qua không thành tức, mà hết không thành tức thì không có phiền não, phải không? Nên tôi thiệt nhiều khi nói thẳng mà quý vị nghe thì thấy như là chuyện khó làm, thì nào có khó đâu. Mà chỉ khi nào mà người ta mắng, người ta chửi mình một cách vô lý á, thì mình nổi tức hơn là người ta mắng chửi mình có lý, phải không? Nếu người ta mắng chửi mình có lý á, thì mình ít tức, còn vô lý thì mình tức nhiều. Tôi không có làm điều đó, tôi không có việc quấy đó, tại sao tôi nói tôi? Nhưng cái mình không làm, cái mình không có tạo xấu quấy, mà họ nói mình xấu, mình quấy, thì mình cười thôi, tức một tí, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì mình đâu có xấu thiệt mà giận. Còn nếu lỡ mình có xấu thiệt thì ta chửi mình nó đáng kiếm, tại mình xấu thôi, thì lắm mình thường lắm, thì có gì đâu mà buồn. Thì như vậy thì hai cái đó, cái nào cũng là vui hết, không có gì buồn. Mà quý vị sẽ nói cái đó thánh làm được, thấy không? Còn mình phàm làm được. Thì giờ nếu mình thấy phàm làm chưa được, thôi mình làm ngay được phút nào đỡ phút ấy đi, phải không? Khi người ta chọc mình đó, mình không thèm tức giận, để làm thánh chứ được không? Nếu một lần không tức giận, lần khác thì không tức giận luôn, thì nhiều lần cái thành thánh mất. Thì như vậy cái tu nó đơn giản, nó gần gũi, chứ không có xa xôi gì hết á. Mà chỉ có cái mình không chịu làm, mình chịu làm hơn à, mình cứ cắm đầu lại Phật, lại Tổ, lại Bồ Tát, lại A-la-hán, mà mình không chịu bắt chước theo. Cứ nói mình là phàm để lại các ngài, sao mình không tập làm như các ngài, phải không? Nếu mình làm được thì trình nó khỏe biết mấy. Cho nên cái chuyện tu chúng ta đừng có cái mặc cảm rằng mình lỡ là phàm luôn, mà bây giờ mình đang phàm chứ có thể mình chuyển thành thánh được. Vì vậy mà ngài mới nói câu kế: kim phó ảnh chuyển pháp, nay giao cái pháp thề cao của pháp ảnh và hiển, tức là tối và sáng cho ông ha. Phi nhất diệt phi nhị, cái pháp đó nó không phải là một, cũng không phải là hai. Tại sao không phải là một? Như nãy giờ nói tối với sáng là một hay hai? Nếu một thì không có tối không có sáng, phải không? Mà hai á, được không? Rời tối không có sáng, rời sáng không có tối thì cũng không phải là hai. Mà chúng ta ở hiện giờ tất cả đều chấp hai hết trơn, bởi chấp hai cho nên sanh chuyển đó, phải không? Chứ nếu mình không chấp hai thì đâu có sanh chuyển. Ví dụ người ta khen, mình thấy khen cũng không thiệt. Nếu bị ta chê, chê cũng không thiệt. Bây giờ hãy khen sao cho đúng đây. Mình làm cái gì hay, cái gì phải, người ta khen mình thì mình cảm thấy hơi thích.
Còn nếu mình làm hay làm phải mà bị người ta chê mình thì mình sao? Như vậy thì cái hay cái phải mình làm đó thì cái giá trị nó đủ ở mình rồi. Còn cái khen chê là cái bên ngoài, phải không? Mà tại sao mình không nhận cái thật sẵn đã làm của mình, lấy cái đó làm cái căn cứ, mà lại lấy cái lời chê khen chê ta làm căn cứ? Mà ta khen chê mình có phải là lời phê bình của họ là chân lý đâu, phải không? Nếu cái người nào họ thương mình nhiều, họ thấy mình làm phải thì họ khen, thấy mình làm quấy thì họ cũng không có dám chê, thì họ thương mình họ đâu dám chê, phải không? Còn cái người họ ghét mình á thì thấy mình làm phải họ sao, họ có khen không? Cũng không khen. Thì như vậy cái đó là khen chê tùy thuộc cái tâm nguyện của họ, chứ đâu phải là chân lý. Vậy mà hồi xưa ông bà mình hay nói sao? Khi thương thì sao? À đó. Thì như vậy thì nó rõ ràng nó lệ thuộc vào cái khen, cái thương, cái ghét mà có khen chê. Như vậy thì khen chê nó không phải là chân lý. Mà tại sao chúng ta lại lệ thuộc vào khen chê? Bây giờ hỏi cả ngày mình chừng não là tại sao? Tại khen chê chứ gì, phải không? Như vậy thì cái khen, cái chê nó đã không thật, không đúng, mà mình lại bám vào đó làm cái mực thước để rồi vui buồn. Như vậy thì mình, cái mực thước đó có phải là cái lẽ thật ở đâu? Do mình không có sáng suốt cho nên rồi mình mới sanh ra như vậy, tức là khổ đau. Mà khổ đau là từ cái nơi lòng không sáng suốt. Cho nên nếu mình thấy các pháp nó không có hay, khen chê nó không có thiệt, thì có gì đâu mà phiền não, có gì đâu mà vui mừng, phải không? Đó là một cái chuyện mà chân lý nó là ở đó, mà chúng ta ít có thấy. Cho nên chúng ta luôn luôn thấy hai. Nên cuộc đời chúng ta cả ngày cứ quay cuồng ở trong cái hai đó. Tôi thấy nhiều khi quý vị coi bao nhiêu người rủ nhau đi coi đá bóng để xong cái gì? Phải ai thắng ai, phải không? Coi nhóm nào thắng nhóm nào. Cái nhóm nào thắng thì vỗ tay, rồi nhóm thua thì buồn. Cứ để đâu mà xong thắng xong thua thôi à. Rồi kéo nhau đi đánh bài cũng gì, cũng thắng chứ bại thôi. Như vậy rồi rủ nhau đi coi đánh võ cũng là thắng bại thôi, phải không? Chỉ mà thắng bại là hai bên, chỉ coi cái hơn cái thua mà là mình bị nó quay suốt ngày, suốt năm, suốt tháng, hơn thua còn, phải không? Còn nếu mà giác ngoài cái hơn thua thì thôi, còn gì mà phải phiền ha. Đó là một cái lẽ thật mà chúng sinh không biết lẽ đó, cho nên rồi cứ khổ hoài. Nếu ai mà không bị cái hơn thua nó chi phối, người đó hết khổ, phải không? Đó là những cái điều thật mà chúng ta phải ít có chịu hiểu. Đến kết thúc ngài truyền pháp cho Mã Minh xong, liền hiện thần biến rồi lặng lẽ viên tịch. Mã Minh và đồ chúng xây tháp trùm trên chân thân thờ ngài, tức là xây cái tháp trùm cả cái thân của ngài để thờ luôn. Đó là vị tổ thứ 11. Giờ tới tổ thứ 12 là tổ Mã Minh. Ngài cũng gọi là Bồ Tát Mã Minh. Tại sao ở trong nhà thiền gọi là tổ mà ở đây lại gọi là Bồ Tát? Bởi vì theo cái tinh thần giáo lý Đại Thừa thì Phật Niết Bàn 600 năm sau thì ngài Mã Minh là một cái vị đem chánh pháp Đại Thừa truyền bá rất là mạnh mẽ. Người đang chánh pháp Đại Thừa truyền bá mạnh thì gọi đó là hàng Bồ Tát, cho nên cũng gọi là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ. Như vậy thì Bồ Tát hay có nghĩa là một vị đem chánh pháp Đại Thừa truyền bá rộng khắp thì đó là Bồ Tát. Nhưng mà đứng về trong thiền tông, ngài làm vị tổ thứ 12 của thiền tông đó.
Thì như vậy cả thiền và giáo lý đại thừa nó không có tách rời nhau. Vì một vị Bồ Tát cũng là vị tổ sư nhà thiền. Đó là cái điều chúng ta thấy rất là cụ thể. Thế nhiều khi có những người không biết, tưởng là thiền tông là cái gì cách ly giữa chánh pháp đại thừa và thiền. Nhưng mà sự thật chính những vị tổ là những người truyền pháp đại thừa. Mà đã là truyền pháp đại thừa thì các ngài vừa là giáo vừa là thiền. Mà ở đây chúng tôi chủ trương thiền giáo song hành hay là đồng hành đó, thì không rời tinh thần này. Thì giờ hỏi tại sao mà gọi là tên Mã Minh. Mã Minh đây là tên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Thì đây nói có hai thuyết mà gọi ngài là Mã Minh. Thuyết thứ nhất là khi ngài sanh ra thì các cái con ngựa ở trong chuồng đều ré vang lên, cho nên mẹ cha ngài đặt tên là Mã Minh. Còn thuyết thứ hai là khi ngài thuyết pháp cho hội chúng nghe, mà lúc ngài thuyết pháp đó vừa xong thì tất cả con ngựa chung quanh đó nó cũng đều ré lên, cho nên cũng gọi là Mã Minh. Mà theo thường thì có lẽ cái nghĩa ban đầu đó nó hợp hơn, tức là vì cái tên của ngài từ lúc cha mẹ sanh có những điều gì lạ lấy nó đặt tên thì hợp lý hơn. Để còn cái sau thì nó không có chính xác bằng. Thì khi mà ngài đã nhận được cái tâm ấm nơi tổ thứ 11 rồi, thì từ đó ngài đi giáo hóa. Ngài sinh ở nước Ba La Nại, tức là Trung Ấn. Rồi từ từ ngài đi giáo hóa trong cái vùng đó, được nhiều người kính phục và quy hướng, nhất là những người ngoại đạo. Thì ở đây có một trường hợp, một cái việc gọi là mầu nhiệm có tính cách quyền bí như là chuyện này. Nghĩa là khi ngài đi giáo hóa đến nước Hoa Thị, nơi đây ngọn đuốc bút pháp của ngài càng sáng rực hơn. Một hôm có một ông già gầy ốm vào trong hội nghe pháp, bỗng nhiên ngã xuống đất. Ngài bảo chúng đây là việc phi thường, sẽ có thứ lạ. Rồi ông già biến mất. Rồi lại có một người nữ hiện ra. Người nữ hiện ra lại tán thán ngài bằng cái bài kệ: Kệ thủ trưởng lão tôn, đương thọ Như Lai ký, kim ư thử địa phương, địa thượng, nhi độ sanh tử chúng. Tức là tán thán ngài là một vị trưởng lão đã được Đức Phật thọ ký hồi xưa, lúc còn tại thế. Phật đi đến đó nói rằng, tức là đến nước cái thành Hoa Thị, nói rằng sau Phật Niết Bàn 600 năm thì có một vị Bồ Tát ra đời để giáo hóa tại phương này, cho nên nói rằng được Như Lai thọ ký. Rồi ngay trên cái chỗ này, xứ này, thì độ những cái người, những chúng sinh thoát ra khỏi cái dòng sanh tử. Đó là cái lời tán thán. Tán thán xong cái thì ảnh mất không thấy. Thì lúc đó ngài mới bảo chúng rằng giây lát đây sẽ có ngoại đạo đến đấu sức với ta. Bỗng chốc gió mưa ầm ĩ xối xả kéo đến, khiến trời đất mịt mù. Ngài bảo đây là báo hiệu ngoại đạo sẽ đến, ta sẽ trừ chúng. Nói xong ngài chỉ tay lên hư không, hiện ra con rồng vàng to lớn, phấn khởi quay thành, khiến pháp ngoại đạo tan biến. Sau 7 ngày, có một con sâu nằm nép dưới sò của ngài. Ngài lấy tay nắm bắt con sâu ấy, đưa cho đại chúng xem và nói: con sâu này là cá hình của ngoại đạo, đến ẩn núp dưới đây đã nghe trọn pháp của ta. Thường thường hồi xưa có hay dùng cái chữ là nghe trọn pháp. Quý vị biết nghe trọn pháp là sao không?
Bởi vì thường nghe pháp nó có hai hạng người: hạng người chánh thức đến xin nghe pháp, và những người không phải chánh thức đến nghe mà là một người ngoại đạo đến nghe thử, nghe lén đó. Nghe lén thành đó gọi là trộm pháp. Thì đây là ngoại đạo tới để ẩn hình làm con sâu nằm để nghe ngài thuyết pháp, rồi gọi đó là trộm pháp. Nói xong ngài ném con sâu ra bão đi ngay, nhưng con sâu sợ hãi nằm yên không động. Ngài an ủi: ta không hại ngươi, ngươi hãy hiện lại bổn hình. Ngoại đạo liền hiện bổn hình đảnh lễ xin sám hối. Ngài hỏi: ngươi tên gì, có bao nhiêu đồ đệ? Ngoại đạo thưa: con tên Cao Tỳ Ma La, có đến 3000 đồ đệ. Như vậy thì ngoại đạo này tu đã có cái thần thông, cho nên được nhiều người theo. Ngài hỏi: tộc thần lực của ngươi biến hóa thế nào? Ngoại đạo thưa: con quá biển cả là việc chẳng khó, tức là con hiện ra cái biển mênh mông, chuyện nó không khó gì hết. Hiện biển được thì hiện gió mưa đều được. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu trong thời của mình hiện giờ mà bắt ai có thần lực mà hô mưa cái thì trời đất liền mưa, hô gió thì trời đất liền nổi gió, mình đến đảnh lễ để làm đồ đệ không? Đến không? Chắc là ít có ai mà chịu ngồi ở trong pháp hội nghe pháp như thế này lắm, phải không? Bởi vì thần thông nó hay quá mà, phải không? Thầy tôi hô gió là liền có gió, hô mưa liền có mưa, thì còn ai hơn nữa? Bây giờ nhiều cái thần thông nhỏ xíu xíu không đáng gì hết mà ta còn theo muốn nữa là được như vậy. Nhưng quý vị thấy tất cả cái thần thông đó nó chưa phải là chân lý, cho nên rồi cũng không đến đâu hết. Thì ngài mới hỏi: người quá tấm biển được chăng? Nói con quá biển được, thì giờ hãy người quá tấm biển được không? Không biết. Quá biển được và quá tấm biển không được. Cho nên ngoại đạo vào thì không biết, chưa lời này con không thể biết. Ngài vì giải thích: tánh biển là núi sông quả đất đều y cứ nơi đó mà lập, ba muội luật thông do đây phát hiện. Vì như vậy tánh biển ở đây ngài muốn nói là cái gì? Nghĩa là biển là một cái hiện tượng bên ngoài, mà cái thể tánh của biển nó là cái trùng hết. Cho nên núi sông quả đất thần thông diệu dụng đều từ cái thể tánh mà hiện bài, chứ còn cái biển làm cái hiện tượng thôi, chứ không phải là cái cứu kính, không phải là cái chân lý. Ngoại đạo nghe pháp ấy liền khởi lòng tin mạnh mẽ, cùng 3000 đồ đệ đều cầu xin xuất gia, chỉ chinh phục một người thì thâu cả 3000 người, phải không? Ngài vì họ cho cậu đầu xuất gia, rồi triệu tập 5 trang vị thánh tăng đến đảnh lễ thọ giới của tốt. Trong khi thọ giới, các người thú hướng bồ đề sẽ thành đạo thánh. Ca Tỳ Ma La quả nhiên được giới thể phát hào quang sáng, có mùi hương lạ không khóc. Nghĩa là ngài nói nếu là giới tử thành tâm hướng về bồ đề thì ai cũng sẽ thành đạo thánh. Khi đó thì ông Ca Tỳ Ma La ông phát cái tâm chân thật, cho nên có hào quang rồi có mùi hương lạ, do đó mà ông được giới. Thì sau khi được giới rồi, tức là thâm nhập được cái giáo lý mà của ngài giáo hóa cho nên một hôm ngài gọi Ma La đến bảo: đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay trao cho ngươi truyền bá chớ để đoạn dứt, nghe ta nói kệ: ảnh hiển tích bổn pháp, minh ám nguyên bất nhị, kiên phó ngộ liễu pháp, phi thủ diệt phi khí. Dịch: ảnh hiển vốn pháp này
sáng tối nguyên không hai, nay truyền pháp liễu ngộ, không lấy cũng không bỏ. Hồi nãy không một không hai, bây giờ không lấy không bỏ. Lấy bỏ là hai bên, một hai là hai bên, tức là cái pháp này nó không có hai bên thật, cho nên không lấy không bỏ. Như vậy thì quý vị có thể dễ hiểu rồi, nghĩa cái tinh thần thiền tâm nó nằm ở cái chỗ không hai đó. Khi mà truyền bá xong thì ngài vào chánh định, diện tướng viên tịch, Ca Tỳ Ma La và đồ chúng đem chân thể của ngài để vào khám thờ. Người ngài là vị tổ thứ 12 của thiền tông, cũng là một vị pháp sư làm sáng tỏ giáo pháp Đại Thừa, bởi vậy nên gọi là Bồ Tát đó. Ngài sáng tác ba bộ luận, một là Đại Thừa Khởi Tín Luận, bộ luận đó hiện giờ chúng ta đều có học đó, như bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận tôi có giảng cho quý vị nghe, bây giờ cũng vẫn có còn đó. Hai là Đại Tông Địa Huyền Tăng Bổn Luận, ba là Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng. Nổi thứ nhất là bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, đến hiện giờ những nhóm Phật giáo Đại Thừa vẫn truyền dạy bộ luận này, thì như vậy cái bộ luận đó đến bây giờ là bao nhiêu năm? Từ sau Phật Niết Bàn 600 năm tới giờ là mấy ngàn năm rồi, gần 2600 năm rồi, phải không? Nữa là như vậy bộ luận mốt 2000 năm mà vẫn còn giá trị như thường. Đó là phần sử của hai vị tổ tôi đại khái giảng lược qua. Đọc tiếp tổ thứ 13. Đây là vị tổ thứ 13, tổ Ca Tỳ Ma La. Sau Phật Niết Bàn thế kỷ thứ 6, thì như vậy cái hệ thống chư tổ truyền nói tới đây là 13 vị rồi. Quý vị nghe trong cái câu chuyện này thì có những cái điểm là tôi nêu lên để cho quý vị thấy. Điểm thứ nhất là ngài đến Tây Ấn thì được thái tử tên Văn Tự Tại mời thỉnh vào cung cúng dường, nhưng mà ngài nói rằng Phật cấm Sa Môn không được gần gũi vua quan, những nhà có thế lực, nên tôi không dám nhận lời. Thì như vậy trong luật tỳ kheo, Phật dạy những vị tỳ kheo không được đến những cái chỗ vua quan, những nhà thế lực, không được thường đến những chỗ đó, cho nên ngài không dám nhận. Đó là cái tinh thần thì giới luật của người xưa. Rồi tới sau cùng, ngài thái tử mới giới thiệu cho một cái khu rừng, trong đó có nhiều rắn dữ, và ngài cũng sẵn sàng tới đó. Đọc cái đoạn này, quý vị thấy cái người tu thật là tu thì không có sợ chết, mà sợ chết thì sao? Chưa thực là tu. Bởi vậy cho nên nhiều khi Phật tử cứ mãi đi ở lại hoài, ngồi thiền vậy mà không biết có ma tới thì mình làm sao. Phải có mùa cái chú gì kỹ đó, chứ coi nó tới nó phá mình, cứ lo sợ cái gì tới nó hại. Thì ở đây quý vị thấy ngài nhận lời cùng đồ đệ tiến thẳng đến núi ấy. Vừa đến núi này, quả gặp một con rắn lớn dài gần một dặm, trợn mắt nhìn ngài. Ngài vẫn đi thẳng, không ngó đến nó, cứ đi đường mình đi, ngó mặt nó. Rồi ngài đi đến phía nam chân núi, dừng nghỉ chỗ đất bằng. Con rắn ấy đến quấn chung quanh ngài, ngài cũng chẳng nói hoài. Vì lát con rắn bò đi, có bùa có chú gì đó, phải không? Nên không có bùa chú gì hết á, mà bây giờ cứ lo nơm nớp phải có bùa chú gì cho nên để chạy không thôi, thú dữ hoặc là rắn dữ nó hại mình. Còn ngài không có bùa chú gì hết, cứ ngồi thẳng đó, mặt làm gì làm.
rồi chút rồi tự nó thả ra nó đi. Thì qua những cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy kinh nghiệm của người xưa thắng được mọi cái ma vương hay là những cái thú dữ không phải là do bùa chú mà là do cái tâm không có sợ hãi, từ tâm không sợ hãi đó mà thắng nó, chứ không có gì lạ hết. Cho nên bây giờ ngồi thiền có ma quỷ gì mà quý vị cứ ngang nhiên ngồi không thành sợ thì nó phá không được, nó đi vậy. Ma quỷ là cái thứ không thiệt, mình thiệt nó không thiệt mà sợ cái gì? Thiệt sợ cái không thiệt hay là cái không thiệt sợ cái thiệt? Ai sợ ai? Đúng là ma quỷ sợ mình, hai cái mà nó phải sợ. Cái thứ nhất ấy, thì mình thiệt, nó là giả, nó là bóng mà. Thì nó bóng ma chứ ai nói người ma, phải không? Nó là bóng, còn mình là thật, nặng có mấy chục ký lận. Rồi cái bóng là sao hại mình được? Thì như vậy là cái thứ nhất là mình là thật, nó là giả, cho nên cái thật không sợ cái giả. Đó. Cái thứ hai, trên giáo lý Phật dạy, địa ngục, ngạ quỷ là hai cái cảnh khổ, ma quỷ là cái cảnh khổ. Rồi qua đó, tức là tới chút sanh, rồi mới tới người, mình cao họ tới hai cấp. Mà người cao sợ người thấp, hay người thấp sợ người cao? Vậy mà mình sợ ngược lại. Đó. Thì quý vị thấy, những cái điều mà nó không đúng cái đạo lý. Ma quỷ sợ người, vì người có phước hơn ma quỷ. Mà bây giờ người lại sợ ma quỷ, ngộ không? Đó. Trái ngược. Thấy ma quỷ là sợ, là năng nỉ, có khi còn cầu nó giúp mình để chết, ủng hộ. Thì đó là những cái điều mà rất là trái đạo lý. Vì vậy cho nên cái người tu chân chánh hiểu rõ cái đó, mình là người là có phước hơn trong lục đạo luân hồi, mình là cái hạng thứ ba, thứ tư lục đó. Từ dưới thấp kể lên là mình thứ tư, còn từ ở trên kể xuống là mình người thứ ba, hạng thứ ba. Thì như vậy là mình hơn nó tới hai cấp, thì không lý do gì mình sợ. Đó, cho nên hiểu vậy rồi thì khi tu quý vị đừng có sợ gì hết. Giả sử có cái hiện hình gì thì biết đó là bóng dáng, không có phải thiệt. Thì quý vị nhớ khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ma quân nó dấy lên, nó phá ngài, nó bao dây, nó làm đủ thứ hết. Thì lúc đó ngài dùng bùa chú gì trị? Bùa gì? Chú gì? Không có bùa chú gì hết, mà chỉ cần nói các ngươi là đồ giả dối, hãy đi, đừng có quấy rầy ta, biết là giả dối mới quản đi, phải không? Đó là biết ma nó hiện hình là giả dối, thì cái biết đó là trí tuệ, dùng trí tuệ mà phá ma quân. Cho nên trong kinh thường nó dùng kiếm trí tuệ đó để phá ma quân, còn không thì dùng cái định là không thần sợ, tâm không sợ hãi là định, dùng cái cung thiền định để phá ma quân, kiếm trí tuệ, cung thiền định phá ma quân, chứ không có bùa, không có chú. Phải không? Bây giờ cứ tặng ngồi thiền cái học con chú gì đó, con mùi gì đó để vẽ xung quanh sợ ma nó tới nó phá. Đó là một cái điều nó không có lẽ thật, phải không? Hiểu chỗ này rồi thì quý vị biết trên đường tu mình, người mà không có bị ma nó làm nhiễu loạn là do tâm người ta định. Cho nên nó hiện gì mặt đó mình cứ an nhiên, thấy con rắn nó quấn mình nó không cần sợ, rồi tự nó tháo ra đi, phải không? Còn nếu lúc đó mình lao quái quái thì sao? Chắc nó xiết cổ mình luôn. Thì như vậy cái sợ là cái gốc của cái tai họa, còn cái không sợ là nó được an ổn. Đó là nói cái hình ảnh người tu không sợ chết, cho nên rồi không cái gì phá hại được. Thì thấy cái đoạn này nói về cái sân đây. Bỗng thấy một ông già mặc toàn đồ trắng đi ra chắp tay kính lễ ngài. Ngài hỏi: ông ở đâu? Ông già thưa: con xưa làm vị tỳ kheo, rất thích vắng lặng, bực người mới học đến hỏi, nhân đó nổi sân,
bởi duyên cớ ấy khi chết đọa làm thân rắn ở trong hang này đến giờ đã ngàn năm. Đó, khi lỗi tại thích vắng vẻ ai tới hỏi vượt lắm để cho ta yên mà. Khi hỏi với này bởi vực nổi sanh sanh chết đọa làm rắn, đó là quý vị tu đó. Người tu mà sẽ có hai cái bệnh, tôi nói đây và nói trong giới tu. Cái bệnh thứ nhất là cái bệnh ưa nói. Nhân tu hiểu được chút chút rồi á, gặp ai cũng giảng, giảng thôi là giảng. Gặp đâu giảng đó, bất thời, bất kể lúc nào, khi thời là bất khi thời cũng giảng hết. Đó là cái người mà từ bi của đám đẻ. Còn có người tu được yên rồi, sự phút để mình yên. Ai ta hỏi là bực, để cho ta yên một cái quý đầy hoài. Đó là hai cái bệnh. Cho nên mình tránh hai cái bệnh đó. Nếu khi nào người ta cần đạo lý thì mình sẵn sàng nói, còn khi ta chưa cần thì đừng nói. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dù cho sự yên tĩnh nó giúp mình được an tâm, nhưng mà khi người ta có tới chưa hỏi điều gì mình biết thì phải trình lại, nói lại cho người khác biết, chứ không nên bực bội. Bực bội sân si đó là cái nhân đọa làm xuất sanh, cho nên phải dè dặt, đừng có bị hai cái lỗi đó. Vậy nên người nào tu thì phải ráng nhớ mấy cái điểm này, đừng để mắc kẹt. Rồi khi đó ngài mới hỏi núi này còn có người nào ở nữa chăng, thì con rắn đó hiện người đó nên thưa rằng nơi và họ theo đạo nào, đạo nào ngươi chỉ cho ta biết. Thì ông già mà con rắn hiện lên nó thưa, cách đây 10 dặm về phía bắc có một tàn cây thật to, dưới tàn cây có 500 vị nhân tài ẩn dật, được vị lãnh tụ hiệu là Long Thọ, thường vì chúng nói pháp con cũng thường đến nghe. Thì như vậy đó là giới thiệu để ngài tìm những nhân tài. Khi đó thì ngài đi tìm, thì khi tìm tới thì ngài vừa đến cây to, quả nhiên Long Thọ nghiêm tiếp ngài. Long Thọ vui vẻ đảnh lễ thưa ngài, chỗ núi sâu vắng vẻ, nơi hang ổ của thú dữ, đại đức Chí Tôn sao thương xót đến đây? Ngài Long Thọ thấy một cái người tu hành dám đi vào chỗ nguy hiểm như vậy thì biết đó là cái bậc đại đức, những cái hàng mà quý kiếm cho nên gọi là Chí Tôn. Hỏi tại sao ngài đến thì ngài đáp: ta không phải Chí Tôn, đến để phỏng vấn hiền giả. Vì gì thường thường chúng ta bây giờ có những cái từ ngữ, những cái bậc nào mà cao nhất thì gọi đó là đánh Chí Tôn, phải không? Chí Tôn là cao nhất, nhưng mà ở đây với ngài thì ngài không dám nhận là Chí Tôn. Ngài nói để lại đến đây hỏi đạo, hỏi những cái điều cần đối với ông thôi. Ngài Long Thọ lặng thinh thầm nghĩ, tôn giả này được tánh quyết định, đạo nhãn đã sáng chưa, thấy thì ngang dạ, dám đến chỗ rừng sâu hiểm nguy, thì đó là tánh quyết định. Nhưng mà không biết có mở sáng không mắt đạo chưa. Phải là người đại thánh, đại thánh thừa kế trên tâm chăng? Vừa khởi cái nghi đó thì ngài liền, ngài biết liền bảo: tuy tâm niệm của ngươi ta đã biết rồi, chỉ cần xuất gia lo gì ta chẳng phải thánh. Bây giờ ta biết tâm niệm của ông thì thôi, giờ ông lo tu đi chứ đừng lo ta không phải thánh. Thì cái câu nói đó thì ngài Long Thọ nghe liền cái nhận lỗi mình có những cái nghĩ nghi ngờ một vị thánh. Thì sau khi ngài Long Thọ xuất gia rồi thì ngài mới dạy cho cái bài kệ để mà truyền pháp. Ngài nói rằng: nay ta đem đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao cho ngươi,
ngươi phải truyền nói chớ dứt, nghe ta nói kệ: phi ảnh phi hiển pháp, thuyết thị chân thực tế, ngộ sự ảnh hiển pháp, phi ngu diệt phi trí. Thì chúng ta dịch: pháp không ảnh không hiển, nói là né chân thật. Như vậy thì cái chân thật đó nó không phải ảnh, nó không phải hiện. Chứ hiển là hiển bài, tức là hiển ra. Vì ảnh hiện là hai bên, mà nó không, cái chân thật nó không phải là hai bên, cho nên nói cái pháp đó nó không ảnh không hiện. Hiểu được như vậy, nói đến chỗ đó gọi là né chân thật. Ngộ pháp ẩn hiển này, tức là ngộ được cái pháp không ẩn không hiển đó đó, thì chẳng ngu cũng chẳng trí, thì người đó cũng không có mắc kẹt ở trong cái đối đãi ngu hay là trí. Như vậy thì người mà ngộ lý thiền, ngộ lý đạo là không có dính, không có kẹt ở hai bên. Còn nói trí, còn nói ngu là hai bên, còn nói ẩn, còn nói hiển là hai bên, thoát khỏi hai bên là thấy được cái mé chân thật. Đó là cái bài kệ truyền pháp của Ngài. Để truyền pháp xong, Ngài trình thành biến rồi tịch diệt. Lâm thọ và đồ chúng quả tán thân Ngài, lượng xá lợi xây tháp cúng dường. Thì như vậy, vị tổ thứ 13, cuộc đời Ngài cũng đơn giản. Cho nên ở đây chỉ nói một hai nét chính quan trọng trong đời Ngài thôi. Trực tiếp vị thứ 14, đến vị tổ thứ 14 là Bồ Tát Lâm Thọ. Tại sao Ngài là tổ Thiền Tông mà lại để là Bồ Tát Lâm Thọ? Bởi vì Phật giáo đến cái thời này, vì cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa được phát triển rất mạnh, mà Ngài Lâm Thọ là cái người có công lớn nhất trong sự truyền bá chánh pháp Đại Thừa. Do đó cho nên sau này các kinh sách đều tôn xưng Ngài là Bồ Tát, chứ ít nói Ngài là vị tổ trong nhà thiền. Nhưng mà qua đây chúng ta có thể biết thêm một điều: tinh thần Đại Thừa được phát triển mạnh là từ một vị tổ như là tổ thứ 12 là tổ Mã Minh, tổ thứ 14 là tổ Long Thọ, là những vị đem kinh điển Đại Thừa truyền bá giảng luận ra rất là nhiều. Như vậy thì chính những vị thiền, tức là từ tổ Thiền Tông rồi mới truyền bá kinh điển Đại Thừa và các cái luận Đại Thừa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ, người hiểu được Thiền Tông thì dễ hiểu Đại Thừa, còn không hiểu Thiền Tông thì rất là khó hiểu Đại Thừa. Vì Thiền Tông và Đại Thừa gắn liền với nhau chứ không tách rời ra được. Đó là một cái bằng chứng mà chúng ta thấy Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ là hai vị tổ trong nhà thiền, chính là hai nhà truyền bá chánh pháp Đại Thừa rộng khắp ở Ấn Độ. Thì trước tiên là tả Ngài Long Thọ là một con người thông minh, xuất chúng. Những môn nào Ngài học, Ngài đều thông suốt hết. Nhưng mà đây một cái cơ duyên, Ngài thấy được cái cảnh vô thường, Ngài liền chán ngoài thế gian, Ngài vào đạo. Tức là vào đạo là ở ẩn, chứ chưa có hiểu được đạo Phật. Từ cái ở ẩn đó, cho nên rồi Ngài mới gặp được tổ Cao Trì Ma La. Rồi từ khi gặp, Ngài liền xuất gia theo Phật. Rồi từ đó Ngài được truyền tâm ấn, đồng thời Ngài mới thấu suốt được cái giáo lý Đại Thừa. Thì dần dần Ngài mới đi truyền bá. Rồi khi truyền bá tới miền Nam thì cái chỗ này chúng ta thấy có tính cách quyền bí, là khi Ngài đi truyền bá thì đến cái miền Nam này, thì miền Nam này thì họ chỉ
tích thêm phước nghiệp, là cho cái phước nghiệp là hơn hết, tức là làm phước là chuyện hơn hết. Và khi họ nói làm phước là hơn hết thì Ngài chỉ dạy họ rằng các ngươi nếu muốn thấy được Phật tánh, bởi vì cái gì đó nói rằng Phật tánh không thể thấy, cho nên Ngài nói nếu mà các ngươi muốn thấy Phật tánh thì trước hết phải bỏ tâm ngã mạn đi thì mới có thể thấy được. Nếu mà muốn thấy Phật tánh, đầu tiên phải dẹp cái tâm ngã mạn, vì cho mình tu theo phước nghiệp là hơn hết. Ví dụ như mình bây giờ cũng có những gì làm những điều phước thiện, làm được cái này làm được cái kia, thì tự cho mình làm phước thiện đó là hơn hết, thì như vậy thầm có cái ngã mạn. Cho nên ở đây Ngài nói rằng phải bỏ cái ngã mạn đi rồi thì mới có thể thấy Phật tánh được. Vậy các vị đã nghe không, hỏi Phật tánh lớn hay nhỏ, nó giống mình ở đây không? Có nhiều người lâu lâu cũng hỏi Phật tánh ở đây sao, nó lớn hay nhỏ. Thì Ngài trả lời chẳng nhỏ chẳng lớn, không rộng không hẹp, không phước không báo, chẳng chết chẳng sống. Trả lời vậy dễ hiểu không? Nếu quý vị bây giờ nói câu này khó hiểu thì chắc thua quý vị hồi xưa. Thì những vị kia, những vị mà nghi ngờ đó, nghe Ngài giảng tới đó thì họ liền nói rằng Ngài nói hợp lý, vui mừng nguyện học theo pháp ấy. Còn mình nghe vậy nó khó hiểu quá, phải không? Chưa có thấy nó là hợp lý. Thì bởi thế này, bây giờ giả sử như có người họ hỏi, anh nghe nói cái hư không, bây giờ xin hỏi hư không lớn hay nhỏ, thì mình nói sao? Nếu mình bây giờ thì nó lớn, hay không? Mà nó lớn là đúng hay chưa? Thiệt ra hư không lấy cái gì mà đo lường mà nó lớn, nó nhỏ, phải không? Nói lớn hay nhỏ là nói cái gì có đo lường được. Ví dụ cái núi đó về cao bao nhiêu, về rộng bao nhiêu, rồi cái núi khác về cao về rộng mà nhiều hơn thì cái sau là lớn hơn cái trước. Còn hư không quý vị đo lường được không? Đo lường không được mà nói lớn nhỏ sao được? Nhưng mà bây giờ thì cái gì đo lường được, nó lớn đại thôi. Chứ mà không có hiểu rằng lớn là đối với cái nhỏ. Mà nếu hư không mình không thể nói lớn với nhỏ, thì có người hỏi hư không rộng hay hẹp thì nói sao? Nó cũng không rộng không hẹp luôn, phải không? Thì tóm lại, phàm cái gì có đối đãi thì mới gọi là lớn, là nhỏ, là rộng, là hẹp, vân vân. Còn cái không có đối đãi thì không thể nói được như vậy. Rồi đến cái phần kế nữa, không phước không báo, chẳng chết chẳng sống. Mình tu mình thích có phước, thích được quả báo tốt, mà đây nói không phước không báo rồi chẳng chết chẳng sống. Như vậy thì có phước có báo là có chết có sống không? Quý vị trả lời dùm coi, có phước có báo là có chết sống không? Còn cái chỗ hết chết hết sống là có phước có báo không? Đó là một cái trải nghiệm. Thế nhiều khi quý vị nghe rồi thấy như khó, khó hiểu. Phàm cái gì còn có cái thụ hưởng, hay là còn có cái hình tướng để mà thọ nhận đẹp xấu, thì cái đó đều nằm trong cái sanh tử hết, phải không? Bởi vì có hình có tướng thì mới nói người này có phước, nghiệp kia vô phước, phải không? Người có phước thì đẹp đẽ, người vô phước thì xấu xa, người có phước thì giàu có, người vô phước thì nghèo nàn. Thì như vậy cái có phước
có quả báo để mình hưởng thì đó đều nằm trong cái tướng sinh diệt. Mà đã nằm trong tướng sinh diệt tức là còn chết còn sống. Còn cái vượt ra chết sống thì không có phước, không có báo, bởi vì đó nó không còn có những cái tướng đối đãi đẹp xấu hơn vua hay là sang hèn vân vân. Vì vậy cho nên nó không có bị vô thường, không bị sinh diệt, cho nên nó không chết không sống. Bởi vậy khi mà các tổ hay đối đáp với người khác nói tới cái chỗ không sanh không diệt đó thì liền nói không phước không báo như thế, thì người tu mới mới nghe tới đó thì chán quá, tu không phước báo tu chi, phải không? Như vậy mình tu là cái mơ ước kết quả là sao? Kết quả còn sanh tử hay là hết sanh tử? Chắc đòi còn sanh tử để thụ hưởng. Đời này mình có công tu thì đời sau mình phải có hưởng. Như vậy thì đời này kịch chút về sau phải sướng hơn chút, phải không? Như vậy thì chịu. Thế nói tu rồi cái hết sướng hay bao rồi uổng quá, tu chi mất công. Mà miệng thì đòi giải thoát, mà muốn hưởng phước báo, hai cái đó còn mâu thuẫn nào? Mà hưởng phước báo tức là còn sanh, sanh mới có hưởng, còn nếu hết sanh tử thì đâu có hưởng. Như vậy thì muốn hết sanh tử là giải thoát, mà giải thoát thì đòi phước báo làm gì? Còn nếu muốn phước báo tức là còn đòi sanh tử. Như xong tất cả quý vị có mặt ở đây cũng có người có phước nhiều thì có phước ít, phải không? Có người rất là ít phước, nhưng có người thì được nhiều phước. Thì có nhiều phước hay ít phước, tất cả quý vị đều phải cái gì? Đều phải chết trên đường, phải không? Như vậy thì có phước nhiều hay là phước ít hay là không phước, được làm thân người rồi đều phải chết. Như vậy thì muốn có phước mà có thể chết không? Có phước thì chết thì cũng uổng quá, phải không? Thôi thì giải thoát cái hết cái kém, hết cái hơn, hết cái thua, hết cái thắng. Không có hơn thua, không có thắng bại gì hết. Cái đó mới là thoát khỏi sinh tử. Như vậy thì cái chỗ cứu kính là hết sinh tử. Mà hết sinh tử thì không có ham phước. Nhưng mà đa số chúng ta bây giờ thôi ráng là phước đi, thì có phước đời sau khá hơn, chứ còn không có phước đời sau khổ. Vì vậy thì tu mà cũng còn hẹn hò, sao còn thanh trở lại để hưởng khá khá một chút, phải không? Nhưng mà hưởng rồi cái phải chết cái cũng như không. Cho nên chỗ này quý vị mới thấy, mới thông cảm được Đức Phật tại sao mà ai tu được sanh lên cõi trời Đức Phật khen hay không khen. Đứng về mặt luân hồi thì Phật khen sanh lên cõi trời là tốt, phải không? Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì Phật chê lên đó rồi hưởng đã cỡ xuống, rồi hết nước cũng cỡ lùi lại, cũng còn nữa thì nó lâu quá, thôi ngay đây giải thoát thẳng từ gần. Thì như vậy đứng về mặt luân hồi thì sanh quả trời là quả cao, cao hơn trong luật đạo, cho nên Phật khen người đã có phước được sanh quả trời. Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì sanh quả trời Phật cũng chê như được, nhất là quả trời trường thọ đó, ẩu ra lâu quá chừng rồi không biết chừng nào trở lại, rồi hưởng hết phước thì tới trở lại đây rồi tu nữa cực quá, mất thời gian, phải không? Ngày đây mấy chục năm mình kháo tu mình giải thoát gần trước mấy, phải không? Nên đi trở là hưởng đã trở xuống rồi tu nữa mới giải thoát. Thì người ở đây tu rồi được giải thoát, nếu như người sanh có trời trường thọ trở lại đây tu thì người trước và người sau đó, người ngay cái cõi này tu được giải thoát và người lấy cõi trời trường thọ rồi trở lại đây rồi tu mới giải thoát thì cách nhau chừng bao xa? Phải là trường thọ thì sống hoài không biết bao nhiêu tuổi, mà sẽ hết bao nhiêu tuổi đó rồi cũng phải trở lại đây, thì đi vậy là quanh co, đi thẳng.
tiền quanh để mà ai cũng thích tiền quanh. Thành có chỗ đó tốt lắm, hưởng thọ. Tại vì chúng ta ham sống lâu, muốn được ở đời lâu. Nhưng mà có nhiều khi tôi nghĩ nó thật là vô lý. Ai cũng biết già cả là bệnh hoạn là đủ thứ. Đỡ cái máy sắp hư mà nó hư cái này, nó hư cái kia, mất tự do. Vậy mà cũng sợ chết. Thế còn nếu nó hư rồi, đồ này đồ bỏ mà hư lúc nào hư, cười với nó thôi, nói là mừng chứ không có buồn. Đồ cũ bỏ, đổi đồ mới nếu còn trở lại, còn không thì bỏ cái thân sinh tử để thoát ly sinh tử tốt hơn. Thì như vậy biết được đạo thì chết có sợ không, già có sợ không? Vậy là có nhiều người già bệnh mà sợ chết. Như vậy thì quý vị thấy người đã hiểu đạo lý chưa? Chưa hiểu à, cho nên hiểu đạo lý rồi, già thì biết sẽ chết, mà nếu có bệnh thì cũng biết gần chết. Thì già bệnh chết thì không có tiếc tí nào trên. Cái vui vẻ à, bỏ nó đi thì chẳng khác nào quăng một cái gánh nặng à, mình đưa gánh một gánh nặng trên vai. Bây giờ ai được bỏ gánh đi xuống khỏe hay mệt? Ta bỏ xuống là nhẹ, xe đi thẳng thôi, phải không? Mà có ai tiếc chịu bỏ xuống mà nói bỏ uổng không? Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ, mang lên người là cái thân vô thường bại hoại, đến cái tuổi già sắp chết là lúc nó sắp bại hoại. Sắp bại hoại thì nó khổ, mà nếu bỏ sớm là hết khổ sớm, phải không? Cái dài là khổ thêm nhiều. Vậy mà bỏ tiếp thì thường tiếp cái khổ đó thì cũng giữ lại, thì giữ lại thì kêu thì than, nó mâu thuẫn quá, phải không? Cho nên người học đạo hiểu rõ tới khi nó sắp tịch à, thân bại hoại, bỏ được là mình cười trước khi đi, thì đó là cái thích thú nhất. Người bỏ mà không tiếc thì chắc rằng sao mà có trở lại thì cũng là cái gì tốt hơn, chắc hơn. Còn tiếc nó quá nhiều khi chúc những cái thân xấu hơn nữa thì đó là khổ thêm nhiều. Hiểu vậy thì quý vị chú ý, đừng có để cái giờ phút chót mà mình ra đi vừa khổ sở rồi tiếc nuối, rồi lại mang cái thân khổ nhiều hơn thân này. Thì đó là cái ý nghĩa là không phước không báo, chẳng chết chẳng sống mà. Thì tất cả dân chúng trong đó vui mừng. Nhưng bây giờ đây ngài mới thuyết pháp, và cái lối thuyết pháp của ngài, ngài dùng một cái hình ảnh ngài lên tòa quá thân như vầng mặt trăng. Dân chúng tuy nghe thuyết pháp mà không thấy có hình ngài. Trong ấy có một ông già, ông nhà giàu tên là Kana Đề Bà. Khi thấy thế liền cảm ngộ. Đề Bà bảo dân chúng: biết tướng này trang, dân chúng thưa, chúng tôi không thể phân biệt được. Đề Bà nói: đây là Bồ Tát thị hiện để biểu thị Phật tánh, muốn chúng ta hiểu rõ vậy. Vô tướng a muội giống như mặt trăng tròn, là nghĩa Phật tánh rộng lan sáng suốt à. Cho nên diễn tả Phật tánh bằng một cái hình ảnh như là mặt trời sáng vậy đó. Mặt trời sáng hay là mặt trăng tròn, mà nó là không có hình, không có tướng, chỉ là một cái trăng sáng, vầng sáng, hay là mặt trăng, hay là mặt trời. Trong hai cái tướng đó mượn để diễn tả Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật tánh nó là sáng suốt, nó là rộng ra, nó không có cái hình tướng như chúng ta nghĩ. Đề Bà nó viết lời thì bằng trăng ẩn hết. Bồ Tát hiện ngồi an nhiên chỗ cũ, nói kệ: thân hiện viên nguyệt tướng, dĩ biểu chư Phật thể, thuyết pháp vô kỳ hình, dụng biện phi sinh sắc. Dịch: thân hiện tướng trăng tròn,
để nêu thể các Phật nói pháp không hình ấy dùng rõ phi sinh sắc. Cái chỗ này quý vị nên hiểu cho kỹ hơn một chút, bởi vì cái tướng mặt trăng tròn đó là để biểu hiện cho cái thể của chư Phật, tức là để chỉ cho Phật tánh. Phật tánh rộng ra mà sáng suốt. Cái chỗ này tôi muốn nói sâu một chút để cho quý vị nhận thấy, nhất là những người có ứng dụng tu. Phật tánh là cái tánh sáng, tánh giác, giác là sáng, nhưng mà nó rộng ra. Cái đó ở đâu có? Ở ngoài hay ở nơi mình? Mình mỗi người có cái tánh giác đó không? Ai cũng thầm nhận mình có, nhưng mình làm sao biết mình có? Cái chỗ này là cái chỗ rất là hệ trọng. Tánh giác mỗi người chúng ta đều có, nhưng làm sao biết mình có tánh giác? Thì tôi chỉ nói quý vị tự ngầm nhận. Khi chúng ta ngồi thiền hoặc khi chúng ta ngồi chơi, nếu lúc ngồi thiền hoặc lúc mình ngồi chơi mà không có một niệm giấy khởi, tức là không nghĩ cái này, không nghĩ cái nọ, thì khi mình ngồi là không nghĩ đó, thì quý vị thấy lúc đó có tâm không có tâm? Có hay không? Thường thường á, tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, rồi khi không nghĩ thì tâm có không? Ở đâu? Bởi vì tôi nhắc quý vị nhớ, khi khởi nghĩ, nếu mình ngồi chỗ vắng mà khởi nghĩ, nghĩ về người thì có cái bóng người theo cái nghĩ của mình. Nghĩ về vật thì có bóng vật theo cái nghĩ của mình. Mà cái bóng đó gọi là pháp trần. Nên khi mình nghĩ là có cái bóng nó theo, theo là mình duyên với cái bóng đó. Còn khi mình không nghĩ cái gì hết thì lúc đó không có cái bóng nào. Mà lúc mình ngồi không nghĩ gì hết á, lúc đó có biết mình không nghĩ không? Thì ai biết? Nếu không nghĩ, nó nghĩ là tâm mình nghĩ. Bây giờ không nghĩ thì ai biết? Cái gì biết? Vậy đó mà nói mình không có. Thấy không? Nó rõ ràng mà chỉ nói mình không có. Thành ra cái nghĩ là dí niệm duyên cho cái bóng. Đó là cái tướng sinh diệt. Mà mình cứ dinh theo cái tướng sinh diệt rồi tiếp tục tạo nghiệp, họ khổ luôn rồi. Còn giờ không nghĩ thì mình cũng biết, biết chúng ta mình không nghĩ thì cái gì biết? Mà cái đó có hình bóng không? Khởi nghĩ thì có bóng, mà không có nghĩ thì không có bóng. Không bóng mà biết thì cái biết đó mới là thật. Còn cái biết mà duyên theo bóng là sao thật được? Thấy không? Đó, thì cái thật đó nó hiện sẵn, mình không cần phải tìm kiếm ở đâu hết. Phải không? Chỉ đừng có những cái bóng dấy lên, đừng có nhìn theo cái bóng đó thì nó hiện tiền. Cho nên nó sẵn có của báo trong nhà không biết là vậy đó. Thì như vậy cho nên bao nhiêu kinh điển nhà Phật dạy mình tu là cốt bỏ vọng tưởng. Phải không? Vọng tưởng là cái niệm dấy lên nhìn theo cái bóng pháp trần, rồi cái đó là cái bóng pháp trần là cái giả. Rồi cái vọng tưởng nhìn theo cái giả đó cũng là giả luôn. Mình giả trong cái động, cái động mà giả nữa. Cho nên buông cái động, buông cái giả thì mình sẵn sàng hiện tiền. Mà cái hiện tiền đó nó không động, không giả thì nói là sao? Cái giả cái động là sinh tử. Không động không giả là gì? Là hết sinh tử. Cho nên mới nói là không chết, không sanh không chết đó là vậy. Thì nó sẵn ở nơi mình hết. Mà nhiều khi không ai chịu nhận, cứ nhận những cái giả
Mà cái điều này có nhiều khi trong kinh nghiệm thấy rất là rõ. Ví dụ như mình ngồi ở trên nước đất đó, thấy một trận mây cái ời mây về đất trắng hay là mây con này con kia, phân biệt hồi trên quên hết buồn, thấy không? Thì như vậy nếu thấy một bầu trời trong thì buồn, mà thấy có trận mây thì vui. Cho nên ngồi thiền mà lúc nào mà nó lặng lẽ cho thấy lâu lâu. Còn nếu có nghĩ này nghĩ kia nghĩ liên tục thì một mặt lắm, hết cái này tới kia cái thấy màu hết giờ. Đó là rồi nhìn ở là biển, quý vị nhìn ra biển cả mà không có chiếc thuyền, không có chiếc tàu mà đi qua, nhìn họ buồn hay vui? Buồn. Lâu lâu thấy chiếc tàu mà chiếc thuyền đi qua, cái mình nhìn phân tích cái tàu đó tàu hiệu gì gì á, họ cũng quên, thì vui. Nó thì cũng vậy, tâm mình khi nó không có những cái bóng nào gợn lên thì cảm thấy là buồn buồn. Mà tôi thống với cái câu mà kệ các tổ nói thì tả như là cái đêm khuya căng dọi vô trong cái cửa sổ mà không thấy người trong buồn lắm, thấy không? Mà thấy con người trong cửa sổ vui vui. Người tu thiền như vậy tới cái chỗ là nó lặng lẽ, không còn cái bóng gì, thấy gì hơi buồn buồn, không buồn. Mà chính cái thật đó là cái nó không có vui. Còn cái mà vui đó là cái không có thật. Vui cho cái bóng này, vui cái bóng kia. Như quý vị thấy, chúng ta ngồi một mình ở trong khu vườn mát thì khỏe biết mấy. Vậy mà ngồi đâu có buồn không? Trước có người nào tới nói chuyện cho vui. Có cái gì đó, có người nào đó tới trao đổi ý kiến này kia, nói chuyện trên trời trên mây thì cũng vui. Thế còn ngồi mình thẳng lẽ thì cảm thấy buồn. Mà chính lặng lẽ lên là khỏe chứ mà buồn. Còn có người nói chuyện cãi hồi nhiều khi cũng sinh khi, vậy mà vui. Thì như vậy để thấy cái tâm niệm của mình không có dám nhìn thẳng cái chỗ an tịnh, mà mình luôn luôn tìm những bóng hình để theo dõi. Vì vậy mà mình cứ rơi vào trong cái chỗ sinh diệt mãi mãi. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị thấy. Cái thật của nó là như vậy, chứ không có ai mà không có cái thật đó. Mà tại vì mình thấy cái thật buồn quá, cho nên mình chạy theo cái giả cho vui. Tại sao? Đó, thì bây giờ sự thật cái trên thế gian này quý vị thấy, nếu mà quý vị ngồi ở trong nhà hoặc là trong sân vườn một giờ hai giờ mình chơi thì thiệt là không thả, nhưng mà có ai chịu đâu. Nếu giờ đó có cái tivi, có những cái chiếu bóng gì đó thì mình chịu ngồi chơi hay chịu vô coi chiếu bóng? Thì chiếu bóng mình biết nó là bóng, vậy mà thích coi hơn là nhìn trời nhìn mây nhìn vườn tược của mình, phải không? Nhìn trời nhìn mây nhìn vườn tược là khác, là nhìn thực tế mà không chịu, mà thích nhìn cái bóng khác à. Cái bóng này bóng kia hơi vui. Cho nên cả ngày người ta dồn hết cái tinh thần của mình trong cái bóng dáng không có thật. Còn cái thật thì ta thờ ơi nó. Như vậy cho nên quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa mà ông trưởng giả, ông thấy con về, ông muốn kêu nó vô để mà giao gia tài sự nghiệp, nó có thèm đâu, nó bỏ nó chạy, phải không? Cái thật đó là không muốn, không muốn nhìn, muốn đi tìm cái giả khác, phải tìm đủ cách dụ dỗ nó chịu, phải không? Phật khuyên tu có bước này, có bước kia, có bước nọ, rồi lần lần cái hao, hao phước không chịu tu. Tu mà nói tới cái chỗ không sanh không diệt, không phước không báo, nghe buồn yêu rồi, không muốn tu nữa, phải không? Tu sao mà đời sau tôi hưởng cái này, tôi được cái kia đó, nó chịu. Mà cái đó là cái sinh diệt, chứ chưa phải là cái cứu kiến. Hiểu cho rõ cái chỗ này rồi quý vị đọc kinh điển Phật mới không có nghi ngờ. Toàn chúng nghe xong đều cảm ngộ cầu xin Thuyết Gia ngài Triệu Tập các bậc thánh tăng đến truyền giới. Trong số Thuyết Gia này có Đề Bà là cái người dẫn đầu, tức là người này là cái người sau được kế thừa. Rồi sau ngài đi về miền Nam Ấn thì thấy có cái ông vua, ông thích theo ngoại đạo, ngài mới tìm phương tiện để mà hướng dẫn
để cứu ông. Để hôm nọ, ngài thấy vua đi thì mặc ngài mặc áo trắng, ngài cầm cờ ngài đi trước, hoặc là phi ảnh hoặc là phi hiện. Làm như vậy, ông vua thấy lấy làm lạ, ông hỏi: ngươi là người gì dám đi trước ta mà bắt không được thả chẳng đi? Mắt thì bắt không được mà thả thả chẳng đi. Ngài đáp: tôi là người trí, biết tất cả việc. Tôi là người trí. Vua nghe ngạc nhiên, muốn cái miệng nói: chư tiên nay dùng nay đang làm gì? Ngài đáp: chư tiên đang đấu chiến với Atola. Vua hỏi: làm sao được biết? Ngài đáp: nếu bệ hạ muốn biết, chốc lát sẽ thấy kinh nghiệm. Quả nhiên phút chốc thấy gương giáo tay chân ở trên không rơi xuống, người quốc dân rất là kính phục ngài. Thì cái đó là một cái hình ảnh mà gọi là huyền bí để mà chinh phục nhà vua. Thì cái chuyện hư thực sao thì mình không biết, biết không? Nghĩa là có đánh lộn nó trở đi không mình không biết, chỉ nghe ngài nói là thấy những cái hiện tượng nó lớn xuống thì tin vậy thôi. Thì sao ngài mới kêu Cana Đề Bà để mà truyền tâm ấn. Thì bài kể truyền tâm ấn thế này: vị minh ảnh hiển pháp, phương thuyết giải thoát lý, ư pháp tâm bất chính, vô sanh diệt vô hỷ. Thôi chúng tôi dịch: vì sáng pháp ảnh hiển mới nói lý giải thoát, nơi pháp tâm chẳng chứng, không sanh cũng không hỷ. Vì sáng pháp ảnh hiển, cái pháp ảnh hiển mà cái pháp đó nó không phải là ảnh, không phải là hiển, thì mới hiểu được cái lý giải thoát. Nếu mà nơi pháp tâm chẳng chứng, tức là không chứng được cái lý phi ảnh phi hiển đó, thì không thể nào mà giết được cái sanh và hỷ. Và nơi pháp mà chứng được ấy, thì mới không sanh cũng không hỷ. Bởi vì cái pháp không hai, mà nếu mình chứng được cái pháp không hai thì cái đối đãi tham sanh hay là sanh và hỷ lúc đó không còn đối đãi nữa. Đó là cái lời ngài chỉ. Khi nào một người mà thâm nhập được cái lý giải thoát rồi thì không còn thấy cái đối đãi là thiệt, mà không đối đãi không thiệt thì còn cái gì mà mừng, còn cái gì mà giận, phải không? Mình sở dĩ có mừng có giận là tại thiệt, khen thiệt, chê thiệt. Cho nên khen thì mình mừng, chê thì mình giận, rồi được thiệt, mất thiệt. Cho nên được mình mừng, mất mình buồn. Thì như vậy tất cả cái đối đãi mà mình bị nó lôi kéo đó, là vì mình thấy các pháp là thiệt. Bây giờ nói tới sự truyền bá của ngài. Ngài sáng tác rất nhiều bộ luận để chuyển dương giáo pháp Đại Thừa, như là Trung Luận, Thuận Trung Luận vân vân. Hết thảy là 15 bộ luận. 15 bộ luận này đều là chuyển dương cái giáo lý Bát Nhã. Như Trung Quán Luận đó là nói về Bát Nhã, Thuận Trung Luận cũng nói về Bát Nhã, Thập Nhị Môn Luận cũng nói về Bát Nhã vân vân. Nó là nhờ ngài mà sau này mới thâm nhập được cái lý Bát Nhã của Đại Thừa, chứ còn không có mấy bộ luận này thì mình khó thâm nhập nổi. Đó là cái tinh thần truyền bá Đại Thừa rất lớn của ngài. Bồ Tát Mã Minh là người khiêu mồi ngọn đèn chánh pháp Đại Thừa. Chính ngài là người thắp sáng và truyền bá khắp nơi cho đến vô tận ngọn đuốc Đại Thừa. Đến ngày nay chúng ta hiểu được chút ít Đại Thừa cũng nhờ cái truyền bá hướng dẫn của ngài qua các bộ luận này. Những tác phẩm của ngài, bộ Trung Luận có giá trị nhất, đến hiện nay đã dịch ra nhiều thứ chữ để truyền bá khắp thế giới. Bộ Trung Luận là cái bộ rất là được nhiều người kính quý. Thì đó là vị tổ thứ 14 là Tổ Long Thọ, là người chuyển dương bản giáo Đại Thừa, cho nên gọi là Bồ Tát Long Thọ. Hết phần này.